chạy theo xu hướng, khi quan trọng nhất không phải là bạn thích gì mà là người ta quan tâm điều gì. Đầu tư ra kinh doanh này thì em thấy cũng khá là buồn nhé. Đấy là một bài học kinh nghiệm cho em để em không theo các trend như trà chanh với trà sữa Quảng Đông nữa. Cứ mãi chạy theo xu hướng rồi còn lại những gì? Năm bằng đại học vô dụng mà mình nghĩ là bạn không nên học những ngành đó. Thì một ngày các bạn bỏ ra 2 tiếng đồng hồ thôi, họ có thể bỏ ra bằng một số tiền các bạn đi làm bằng một tháng lương. Hôm nay chúng ta chỉ coi nó như một cái trò đùa. Nó có thể là cái khởi nguồn chia rẽ dân tộc. Và điều đó thì đương nhiên nó rất là đau lòng. Có nên chạy theo xu hướng hay là để xu hướng chạy theo chúng ta? Quá là thơm luôn thưa quý vị. Nếu như quý vị đang là một người trẻ và muốn ngồi lại hàn huyên câu chuyện cùng với những người bạn của mình trong dịp cuối năm này, thì đây chính là những món đồ ăn mà chắc chắn quý vị muốn nó xuất hiện cho cuộc hàn huyên đó của mình. Bởi vì sao? Nó toàn là những món hot trend thôi. Hãy để ý mà xem, cà phê muối hay là trà chanh giã tay, bánh đồng xu hay là lạp xưởng nướng đá. Rất là hấp dẫn. Thưa quý vị, đây chỉ là một vài trong số những món ăn đã gây được nhiều sự chú ý trong năm 2023 vừa qua. Không ít những thực khách đã phải xếp hàng rồng rắn, đã phải vượt cả chục cây số, đã sẵn sàng móc hầu bao của mình dù là giá chẳng hề rẻ chút nào ở thời điểm đầu khi mà những món ăn hợp thời này ra mắt. Vâng, nhu cầu tăng đột biến, nhiều người trẻ cho rằng đây chính là một cơ hội để kinh doanh. Họ dốc vốn để bắt đầu bắt trend, để chạy theo trend. Thế nhưng quý vị biết đấy, vì nó là xu hướng, những món ăn này nó chỉ nở rộ được một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Sau đó, nhanh chóng, nó hết thời để nhường chỗ cho những món ẩm thực mới. Nếu kinh doanh là một ván cờ, thì những đồ ăn theo trend mà quý vị vừa thấy nó cũng chẳng khác gì những quân cờ cả. Và bam! Một ván cờ mà có người thắng, phải có kẻ thua. Không ít những cửa tiệm kinh doanh các món ăn theo trend đó đã rơi vào cảnh lao đao, sớm nở, tối tàn. Chỉ còn một số ít thôi tồn tại được theo thời gian. Chạy theo trend để kinh doanh, doanh số giảm quá nửa chỉ trong thời gian ngắn. Không ít người kinh doanh theo trào lưu vỡ mộng, cầm cự, được đồng nào hay đồng ấy. Anh Quang chẳng buồn nghĩ đến việc thu hồi vốn. Giảm đi tầm khoảng một nửa đến 60%, giờ thì chỉ còn 20 đến 30 cốc thì ế lắm thì em chỉ được 10 cốc thì tầm một lúc em không bán được em dọn về. Đầu tư ra kinh doanh này thì em thấy cũng khá là buồn nhé. Đấy là một bài học kinh nghiệm cho em để em không theo các trend như trà chanh với trà sữa Quảng Đông nữa. Hết trend thì hết khách. Nhiều quán ăn lại lựa chọn cho mình lối đi riêng. Chạy theo một thứ thì quá rủi ro. Nơi đây tổng hợp tất cả các xu hướng ẩm thực của năm 2023, lựa chọn đu mọi trend mà thị trường đang theo đuổi. Nếu kinh doanh như ván cờ thì bước đầu đi sai vẫn có cơ hội sửa. Khi mà mình cập nhật những cái món mới thì khách hàng sẽ có xu hướng là sẽ thử những cái món mới. 70% là khách quen, nên là họ sẽ quay đi quay lại ăn rất là nhiều. Có khi là ngày nào người họ cũng qua, có những khách thì qua 3-4 lần một tuần. Cảm giác như bây giờ nó như là một cái thức ăn mà không lâu lâu không ăn họ lại thèm. Hương vị là yếu tố chính giữ chân thực khách, vì sự độc đáo lạ mắt chỉ gây được ấn tượng đầu rồi mờ phai khi xu hướng đi qua. Không ít món ăn giữ được chỗ đứng bất chấp các trào lưu. Thưa quý vị, hơn 20 năm trôi qua, một món ăn vặt ngày đó vẫn còn được rất nhiều các thực khách ngày nay đón nhận. Cho em cốc chè đậu xanh. Em đi chân châu. Ngày xưa mẹ mình bán, sau 20 năm thì cũng nhiều thay đổi lắm. Khách cũng bảo sao anh không trộn cái này trộn cái kia, bảo không. Mình cứ làm như ngày xưa mẹ mình làm truyền cho mình thôi, mình không pha thêm cái gì cả, không bắt theo trend làm gì, mình trẻ quê, dân dã thì nào lại thích. Kinh doanh luôn có rủi ro. Để bền vững, nói không với tâm lý thời vụ là cách người kinh doanh theo trend hạn chế, thậm chí thay đổi quy luật, sớm nở, chóng tàn. Vâng, đó là tâm lý chung của những người tiêu dùng trẻ hiện nay khi mà họ sẵn lòng chi tiền để nếm trend, chứ không phải là để thưởng thức hương vị thực sự của nó. Và đó mới chỉ là câu chuyện về đồ ăn mà thôi. Quý vị thử nghĩ mà xem, khi mà người dùng mạng xã hội ấy, họ bắt đầu tin vào những thông tin dựa trên việc nó có đông người thích hay không, nó có nhiều lượt theo dõi hay không, thì lúc đó sẽ là thời điểm họ dễ dàng biến mình và người khác trở thành nạn nhân của những thông tin giả chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Từ những thông tin sai lệch, hay tệ hơn là những thông tin lệch lạc về những chuẩn mực xã hội, nó ngày càng được phổ biến. Bởi mỗi nội dung, hình ảnh mà các tài khoản ấy tạo ra, nó luôn được đông đảo người dùng mạng xã hội quan tâm và nghiễm nhiên nó trở thành chuẩn, dù thực tế là chẳng ai hiểu cái chuẩn đó đến từ đâu. Không biết làm mà vẫn có điểm.
Có không ít video hướng dẫn người học đi đường tắt bằng cách khoanh lụi với những lời giới thiệu có cánh. Hí hửng khoanh bừa, ai ngờ kết quả sai chật lất. Từ nào có ly hay là inch thì khoanh theo. Và em cũng đã thử áp dụng như vậy. Thì nó đã sai hoàn toàn ạ, lệch hoàn toàn so với đáp án thầy cô chữa cho. Năm bằng đại học vô dụng mà mình nghĩ là bạn không nên học những ngành đó. Ngành tư vấn về cách thi cho đến cách chọn trường nhất. Ai cũng tự cho mình là chuyên gia trên mạng xã hội. Để rồi người trẻ chạy theo trào lưu, ngay cả khi đó là một trong những quyết định quan trọng của cuộc đời mình. 3 năm, 3 trường, nhưng đến nay Trâm vẫn chưa chọn được ngành học đúng ý. Có nghĩa là năm sau các bạn ấy đã đi thực tập, nhưng mà năm sau em chỉ mới học năm 2 thôi ạ. Đôi khi em nghĩ là mình có đang hơi kỳ vọng quá cao vào những gì mình không thể làm được không. Nhưng mà em không đặt nặng cái chuyện bao giờ ra trường, 22 tuổi ra trường hay là 24 tuổi thì nó cũng không còn quan trọng lắm. Đặt cược cả tương lai của mình và những trào lưu nhất thời trên mạng xã hội. Nên không khó hiểu khi nhiều bạn trẻ hiện nay dễ bị cuốn vào các trào lưu độc hại. Mỉa mai, châm chọc về từng vùng miền, thậm chí nói lái, công kích bằng những ngôn từ miệt thị. Hiện tượng phân biệt vùng miền trên mạng xã hội là một trong những trào lưu phản cảm trong năm vừa qua. Hôm nay chúng ta chỉ coi nó như một cái trò đùa, chúng ta chỉ coi nó như là một cái kiểu chơi chữ, mà chúng ta quên mất rằng là nó có thể là cái khởi nguồn chia rẽ dân tộc. Và điều đó thì đương nhiên nó rất là đau lòng. Tính chất ảo của mạng xã hội cho phép mọi người sử dụng công cụ biến họ trở nên khác xa ngoài đời, thậm chí là lố bịch và phản cảm. Để rồi chúng ta tin rằng mình nắm quyền chủ động nhưng lại bị chi phối, điều khiển bởi chính môi trường ấy. Chào mừng các bạn đã đến với phiên livestream của tôi ngày hôm nay. Đây là phiên livestream đặc biệt của Chuyển Động 24 giờ. Các bạn chỉ cần tặng quà cho tôi, bảo gì tôi làm cái đấy. Quá đơn giản luôn. Tặng quà đi nào. Tặng quà đi nào. Tặng quà đi nào. Wow, có một bông hoa. Nhảy hả? Nhảy luôn. Nhạc. Tặng một con sư tử. Trời ơi, có hẳn một con sư tử luôn. Bảo gì tôi cũng làm luôn này. Xin mời, yêu cầu đi nào. Ôi dồi, tặng nhiều thế, từ từ thôi, làm sao mà tôi vừa nhảy, tôi vừa làm bao nhiêu yêu cầu gì được. Cho tôi nghỉ uống nước một tí thôi, xong tôi quay lại. Kiếm tiền trên mạng khổ thế đấy quý vị. Nhưng đó là thực tế. Mới ngày hôm qua thôi thì có nhiều người còn tất bật với công việc thường ngày, chẳng ai biết tới. Thế mà chỉ với vài clip trên mạng xã hội thôi, họ bỗng có hàng ngàn những người yêu thích, hàng ngàn những lượt theo dõi, nhận được hàng ngàn những bình luận tung hô hay thậm chí là tranh cãi, chửi bới. Thế nhưng những điều đó đã khiến họ choáng ngợp và nghĩ mình như là những đại minh tinh thực sự vậy. Họ chìm đắm trong vòng hào quang ảo đó, và để thỏa mãn ham muốn nổi tiếng của bản thân thì nhiều người đã bất chấp đánh đổi mọi thứ, làm bất cứ những yêu cầu gì từ người xem, những chủ nhân ảo, để kiếm tiền trên mạng xã hội. Trong một thế giới cách nhau một cái màn hình đó, tốt xấu lẫn lộn, nó như đang thách thức bản lĩnh của chính người dùng. Vợ quốc dân có uy tín không? Khiêu dâm. Chưa thôi, cứ đếm thì đâu, nhắn lên. Thậm chí bôi chất thải lên người. Chát đi. Có đâu được ạ? Ba sao phải ở kinh tởm. Ư giời ơi. Chính người tham gia PK hay được gọi là thách đấu trực tuyến còn phải tự thốt lên trước hành động phản cảm. Nhưng dị hợm mới dễ hút người xem tặng quà, thứ đổi ra tiền mặt. Mọi người ơi, anh là ai kìa? Có phải trả kéo không? Không. Có thể một ngày các bạn bỏ ra 2 tiếng đồng hồ thôi, họ có thể bỏ ra bằng một số tiền các bạn đi làm bằng 1 tháng lương. Ví dụ như sư tử thì có thể là các bạn fan sẽ lạp vào là 10 triệu và mình quy ra mình chỉ được tầm 3 triệu rưỡi thu về thôi. Việc nhẹ lương cao nên người livestream nghĩ ra đủ cách để lách luật. Nền tảng chặn trào lưu này, xu hướng khác lại mọc lên. Thúi quá. Bởi vì nhiều bạn không hiểu rằng thể loại livestream của mình là như thế nào. Đây là trào lưu NPC. Thay vì chờ thách đấu rồi xem người chơi trả kèo như PK, giờ đây người xem được trực tiếp yêu cầu thực hiện hành động. Giá trị quà càng lớn, hành động càng độc lạ, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Coi anh livestream, em sắp quên người yêu cũ rồi ạ. Đang báo động
một bộ phận khán giả xem các phiên trực tiếp chứa ít hàm lượng thông tin bổ ích là trẻ em. Dù theo TikTok, 18 tuổi trở lên mới được xem và tặng quà. Con là nick Facebook của bà con hoặc là nick Google của bố mẹ. Con phải đi săn từng cái dương vàng được tầm 10 xu, 20 xu của cái 500 xu. Tặng được mấy cái bông hồng nhiều hơn thì là mấy cái mũ, nón, cớ khá nhiều động tác. Nhưng con chỉ nhớ với người ta có người ta, người ta arigato, người ta xoay đầu các thứ. Đã từng có gia đình lên tiếng về việc con gái mình bỏ ra 400 triệu tặng quà cho người phát trực tuyến. Đó là thiệt hại về vật chất. Còn những thiệt hại không thể đong đếm được, đặc biệt với thế hệ trẻ, khi các em học theo những hành vi ứng xử thiếu văn hóa và xem người lớn đánh đổi cả nhân phẩm để kiếm tiền. Để ngăn chặn những trào lưu xấu, độc hại thì không có cách nào khác. Đó là phải nhân rộng sự tích cực để đẩy lùi sự tiêu cực. Muốn chống thì phải xây. Năm 2023 vừa qua thì nhiều trào lưu tích cực đã đem lại nhiều thay đổi đáng kể trong quan điểm cũng như là cách trải nghiệm của người trẻ. Phá vỡ lối mòn, nghĩ ngược lại và làm khác đi. Đó là cách mà nhiều nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đã lựa chọn để mà lan tỏa các giá trị tích cực của mình. Đôi khi nghĩ đơn giản đi, nó là một thành công rồi. Và đi ngược lại với số đông lại là chiến thắng. Khi việc đánh giá đồ ăn trở thành cần câu cơm, những nhà phê bình ẩm thực online không còn giữ được tính chất khách quan như thời gian đầu, thì Vinh đã lựa chọn hướng đi khác, đó là đi ngược lại. Chuyên review những sản phẩm không nên mua, những hàng quán không nên ghé. Còn mình thì muốn chú trọng vào cái thứ khác, đó là cái không gian và cái trải nghiệm khi mọi người đến ăn. Mình chỉ muốn trở thành một cái khách hàng mà chân thật nhất, đến trải nghiệm đúng như một người bình thường và quay những gì mình cảm nhận được. Cái quán mà mình đánh giá phải được đánh giá bởi rất rất nhiều người đã, rồi mình hãng đi đánh giá cái quán đấy. Cái quán ở đây đặc phết các bạn ạ. Đấy, từ ra 100 nghìn một đĩa. Thái độ hơi kỳ nha. Cái góc quay của mình hầu như là không nhìn thấy gì luôn. Một là thấy đồ ăn, hai là thấy mặt mình hoặc là trần nhà. Tại vì mình cố quay theo kiểu như là cho các bạn phục vụ không nhìn thấy hay là các bạn chủ quán cũng không nhìn thấy. Đôi khi đi ngược xu hướng lại là một cách để tạo ra xu hướng. Khi những kiến thức lịch sử vẫn được coi là khô khan, khó nhớ và tưởng chừng như chẳng còn chút hấp dẫn nào với giới trẻ, thì đội ngũ marketing của di tích nhà tù Hỏa Lò đã chứng minh điều ngược lại. Nhìn lại hành trình và những điều lan tỏa được đến cộng đồng thì chắc chắn là bọn em thấy rất là tự hào. Kết quả, thành quả mà bọn em bây giờ mới gọi là đạt được đi thì cũng chỉ xuất phát điểm là từ những cái giá trị mà rất nhiều thế hệ đi trước đã xây dựng và gìn giữ thôi. Mọi người có thể cảm nhận được là lượt khách đến đã tăng lên hay mọi người đã nhắc đến Hỏa Lò nhiều hơn, nhưng mà bọn em cũng vẫn chỉ mong muốn là tất cả những giá trị sẽ được là mọi người đến tận nơi cảm nhận. Sự mới lạ, đẩy mạnh truyền thông qua mạng xã hội đã giúp những địa điểm du lịch quen thuộc tại địa phương trở nên được ưa chuộng hơn. Điển hình, có thể kể đến chủ đề tour du lịch tham quan đêm đã chứng kiến từng bước nhảy vọt về lượng tìm kiếm đến 462% so với năm trước. Ban ngày thì họ vẫn phải làm việc chuyên môn, thời gian buổi tối dành cho gia đình là đến đây phục vụ khách. Bước ra khỏi ban miếu là 11 rưỡi và nhiều người phải đến 12 rưỡi mới về đến nhà, và sáng sau này vẫn phải đi làm bình thường. Và cái điều thứ hai là làm sao mời được khách đến và khách đến lại hài lòng. Đối với những người mà làm chuyên môn thuần túy là một sự nỗ lực. Tạo ra các sản phẩm du lịch mới lạ, tận dụng sức ảnh hưởng của các nền tảng mạng xã hội để truyền thông đã giúp diện mạo của ngành du lịch khởi sắc trong năm vừa qua. Thay vì chạy theo xu hướng, người trẻ chọn cách để xu hướng chạy theo chúng ta.